Hồ Ngọc Hà chính thức trở thành vợ hợp pháp của Kim Lý, thay đổi tính tình bất cần trong tình cảm. Nhiều người ngỡ ngàng trước cách cư xử của Kim Lý với Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2020, sau khi nữ ca sĩ Hà sinh cặp song sinh Lisa và Leon. Không thể phủ nhận rằng, kể từ khi công khai tình cảm với Kim Lý, giọng ca gốc Quảng Bình thoải mái hơn trong việc khoe cuộc sống hôn nhân. Nếu như trước đây Hà Hồ e dè trong việc chia sẻ về đời tư, thì kể từ khi bén duyên với Kim Lý, cô thoải mái khoe cuộc sống hôn nhân. Về phía Kim Lý, anh rất yêu thương và chiều lòng Hồ Ngọc Hà từ những việc nhỏ nhất. Từ lúc quen biết, yêu nhau, cho đến khi kết hôn, anh luôn dành thời gian cùng bà xã đi chơi, hay tay trong tay bên cô các sự kiện giải trí. Nhờ tình yêu của Kim Lý, con người tính cách của Hà Hồ cũng hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Trong live show lớp trong, nữ ca sĩ tâm sự, ngày xưa cô kiêu ngạo, bất cần trong tình cảm. Một giai đoạn khi yêu, cô thường muốn người khác phải tự đoán ý mình. Nhiều tình cũ từng chia tay vì không chịu được tính ngang bướng của cô. Tuy nhiên khi gặp Kim Lý, cô lại bị chinh phục bởi sự ấm áp của anh. Kim Lý thì khác, những lần gây gổ, tôi bảo anh đi đi, anh vẫn ở đó, chờ cơn giận của tôi đi qua. Anh thường gọi tôi là Drama Queen vì cách tôi hay phức tạp hóa mọi chuyện. Anh giúp tôi nhận ra, khi yêu hãy nuốt đi, những hờn giận đừng thách thố, làm khó nhau. Nhờ đó tôi biết trân trọng tình yêu hơn, Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Cách đây 6 năm vào sinh nhật Kim Lý, Hà Hồ đã công khai mối quan hệ tình cảm với anh chàng cùng lời chúc ngọt ngào. Tuy nhiên ít ai biết mối tình này từng bị công chúng ngờ vực. Thế rồi giờ đây họ cũng đã phải suy nghĩ khi sau bao khó khăn thì Kim Lý vẫn ở bên cạnh Hà Hồ. Nhiều người gọi anh chàng là mối tình đẹp nhất của Hồ Ngọc Hà. Trước khi đến Hà Hồ, Kim Lý từng vướng nghi vấn phim giả tình thật với Trương Ngọc Ánh. Sau này nữ diễn viên cũng lên tiếng thừa nhận có mối quan hệ trên mức bạn bè với Kim Lý. Trước đó nam diễn viên Hương Ga từng yêu một người bạn gái đã có con ở Thụy Điển trong 4 năm. Còn với Hà Hồ, cô từng vướng phải không ít thị phi trong chuyện tình cảm. Những câu chuyện tình ái mà người ta đặt cô cạnh Đức Trí, Cường Đô La, Chu Đăng Khoa khiến hình ảnh Hồ Ngọc Hà có chút chuông chuyên. Vì lẽ đó phần đông công chúng tỏ ý ngờ vực vào chuyện tình lần này của Hồ Hà. Thế nhưng đến nay họ vẫn bên nhau, thậm chí cả hai còn có một gia đình hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Kim Lý sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển, còn Hà Hồ thì mang trong mình hai dòng máu Việt Pháp. Thế nên cặp song sinh này rất ăn ý với nhau từ ngoại hình đến lối sống cởi mở. Tuy nhiên cặp đôi vẫn không ràng buộc nhau bởi đám cưới. Vì cả hai cho rằng tình yêu dành cho nhau mới là điều quan trọng. Dù có lúc khó khăn, nhưng tình yêu đã khiến cả hai quay về bên nhau sau những hợp tan. Từ sự hợp tác ăn ý trong MV ca nhạc Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vướng tin đồn phim giả tình thật. Sau thời gian phủ nhận, cặp đôi đã chính thức thừa nhận hẹn hò, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đây là mối tình được ủng hộ nhiều nhất của nữ hoàng giải trí từ trước đến nay. Trải qua quá nhiều biến cố và đổ vỡ hôn nhân, fan Hồ Ngọc Hà luôn cầu chúc cho chuyện tình của cô và Kim Lý sẽ có một cái kết đầy viên mãn. Nhớ, 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 nhớ lại. Right here.